Kính chào quý vị, là đây là đôi lục bình 1m8 chúng tôi đang hoàn thiện cho khách hàng ở Thanh Hóa, và đôi lục bình gỗ xà cừ với cái đường kính là khoảng 50, và bên cạnh là đục thùng cúc trúc mai, đục hết sức là tinh xảo. Đây là cái thùng, đây là cái cúc. Và khi chúng tôi quay nó là ở góc độ là hoàn toàn trần nguyên mộc thì trồng nó bụi bặm, nó chưa được sạch như thế này. Và hôm nay đang đánh dây giáp rồi thì trông nó lên sạch sẽ này, quay lại. Và cũng là để anh Hùng ở trong Thanh Hóa đỡ phải sốt ruột. Và nhảy này là đang quay tại phía trước của con thuyền chiếc khu A của chúng tôi. Khu A là 6 tầng, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và khi khách về thì có định về thì tôi đi đến thị trấn Phú Xuyên và hỏi vào xã Tân Dân. Quý vị xin đừng đi theo chỉ dẫn của Google, bởi vì họ chỉ theo một con đường tắt gần hơn một chút, nhưng mà đường rất là xấu. Mấy khách hàng phàn nàn như vậy với tôi rồi. Và xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999, có thể gọi điện hoặc nhắn tin. Và bên trong này chúng tôi thì đang đánh giáp và hoàn thiện trước sập ba thành, cũng như là cái bộ cặp bàn thờ của một khách hàng khác. Sập ba thành là đánh giáp xong rồi gì? Xong rồi, xong rồi gì? Còn chọc lỗ thêm tí thôi gì? Đây là chiếc sập ba thành tôi, đây là hiện nay là cái chiếc sập này là chiếc sập gụ cuối cùng và làm kiểu phong cách ba thành. Và chúng tôi hiện nay gỗ gụ thì đã hết, và hầu như đã hết, và chúng tôi đang làm tiếp hai chiếc như thế này bằng gỗ lim. Đây là sản phẩm đã được anh chị ở đường Chiến Thắng, xã Tân Triều về ký cách đây vài hôm. Hàng thì vô cùng chắc chắn. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm, và hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau.